chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa với những thông tin đáng chú ý sau. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tháng 9 năm 2024. Kết nối kinh tế, giáo dục, văn hóa giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata, Nhật Bản. Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 363, thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 8. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo, yêu cầu tổ chức triển khai, hướng dẫn, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong tháng 9 năm 2024. Cụ thể, trong thời gian tới, khẩn trương rà soát xác định rõ những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách đang cản trở hoạt động cải cách hành chính, đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ, trong đó ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề nóng, cấp bách, khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với văn bản quy định chi tiết các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đồng thời tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9 năm 2024, bảo đảm ổn định tổ chức để các địa phương tiến hành đại hội đảng bộ các cấp vào năm 2025. Ngày 7 tháng 8, tại tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa, kinh tế, giáo dục giữa hai tỉnh trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác tỉnh Niigata, Nhật Bản tại Thanh Hóa. Tại Vĩnh Lộc, đoàn công tác tỉnh Niigata do Thống đốc Hanazumi Hideyo làm trưởng đoàn và các cộng sự đến thăm di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Ngài Hanazumi Hideyo và các cộng sự đã tham quan nhà trưng bày hiện vật được khai quật tại khu vực Thành Nhà Hồ và đàn tế Nam Giao Tây Đô, như bi đá, đạn đá, gạch xây thành có khắc minh văn, đầu chim phượng. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn các tổ chức của Nhật Bản đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc phục hồi các di tích trong vùng đệm thành nhà hồ như ngôi nhà cổ ở xã Vĩnh Tiến, một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam. Tại thành phố Thanh Hóa đã diễn ra hội nghị kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Các doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực logistics tổng hợp, vận tải, gia công kim loại, công nghiệp sản xuất, mỹ phẩm, xử lý nước, ngành tái chế đến từ tỉnh Niigata đã giới thiệu về lịch sử phát triển doanh nghiệp, công nghệ sản xuất, ngành nghề kinh doanh, các kênh phân phối, hợp tác mong muốn phát triển. Đại diện nhiều doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu đến các doanh nghiệp tỉnh Niigata về năng lực sản xuất, định hướng phát triển và các thị trường hướng tới, hợp tác trên các lĩnh vực như sản xuất và xuất khẩu nông sản, thủy sản, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp hai tỉnh đã đặt câu hỏi, thảo luận, tìm hiểu sâu hơn về công nghệ sản xuất một số mặt hàng, nguồn vốn đầu tư, định hướng hợp tác chuyển giao công nghệ, hợp tác phân phối, tiêu thụ một số mặt hàng có cơ hội tiềm năng kết nối. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Ngoại vụ Thanh Hóa, Ban Hợp tác Quốc tế tỉnh Niigata và các đơn vị chức năng đã tổ chức hội nghị kết nối giáo dục giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata. Tham gia hội nghị, tỉnh Thanh Hóa có 2 trường đại học, 5 trường cao đẳng và 4 trung tâm đào tạo tiếng Nhật. Đây là những cơ sở giáo dục có tiềm năng, lợi thế, điều kiện tốt cho mục tiêu hợp tác giáo dục giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata. Các cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Niigata cũng đã dành thời gian gặp gỡ, trao đổi trực tiếp để tìm hiểu sâu hơn về nội dung, chương trình, mục tiêu, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Trước đó, chiều 6 tháng 8, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với ngài Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata và các cộng sự đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 7 tháng 8, tại công ty trách nhiệm hữu hạn S&H Vinatech Thành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình làm việc giữa Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc, Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa. Các ông Kim Dong-myung, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc, Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Payeon Doo-gyeon, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn S&H Vinatech Thành chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã thông tin tới đoàn công tác những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Theo đó, thời gian qua, các cấp công đoàn tại Thanh Hóa luôn phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, chăm lo tốt đến đời sống quyền lợi và các chế độ chính sách cho người lao động. Bên cạnh đó, luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và ký kết đầy đủ thỏa ước lao động tập thể, giúp các đơn vị doanh nghiệp sản xuất ổn định, người lao động có đủ việc làm, nâng cao thu nhập.
Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ vui mừng, ấn tượng khi được đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa, đặc biệt là được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động công đoàn cơ sở, tìm hiểu hoạt động sản xuất và chăm lo đời sống công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn SNH Vinathạch Thành, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc thời gian qua. Thông qua chuyến thăm và làm việc này sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, cũng như các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại Thanh Hóa nói riêng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nhân dịp này, lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã cùng ăn bữa cơm công đoàn với công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn SNH Vinathạch Thành. Tại dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đề xuất phạt tiền người đi bộ vi phạm ở 6 hành vi, đồng thời tăng mức phạt với cá nhân dùng điện thoại khi lái xe. Theo khoản 4 điều 7 dự thảo nghị định, Bộ Công an đề xuất mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng với các lái xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại điều 5 nghị định 100 năm 2019, mức phạt tiền đối với hành vi này chỉ từ 1 đến 2 triệu đồng. Thực tế đã có nhiều trường hợp vì sử dụng điện thoại để nói chuyện, nhắn tin dẫn đến thiếu quan sát và không xử lý kịp thời tình huống bất ngờ, xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Hơn nữa, việc sử dụng điện thoại khi lái xe còn gia tăng nguy cơ bị cướp giật tài sản, mất an toàn khi tham gia giao thông. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, từ 17:30 ngày 6 tháng 8, hệ thống công nghệ thông tin và một cửa quốc gia đang phải tạm dừng hoạt động để thực hiện xử lý sự cố kỹ thuật. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố không thể thực hiện thủ tục hải quan, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan. Nhiều doanh nghiệp cho biết không thể khai báo thủ tục đối với các lô hàng. Thời gian khai báo kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong khi chờ khắc phục sự cố hệ thống, để đảm bảo quá trình giải quyết không bị gián đoạn đối với các lô hàng đã được thông quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan triển khai thực hiện phương pháp thủ công, theo quy trình của ngành. Đối với trường hợp xảy ra sự cố hệ thống công nghệ thông tin, đến sáng 7 tháng 8, lãnh đạo Cục Giám sát Quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết hệ thống đã bắt đầu chạy thử trở lại. Tuy nhiên, phải chờ hệ thống ổn định mới đưa vào vận hành chính thức để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được trở lại bình thường. Thưa quý vị, khác với những mùa giải trước, UEFA Champions League mùa giải 2024-2025 sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn về thể thức thi đấu ở vòng bảng cũng như cách thức bốc thăm cặp đấu. Tại vòng bảng UEFA Champions League mùa 2024-2025, 36 đội bóng sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống khác nhau và tranh tài ở một bảng đấu duy nhất. Ước tính, nếu bốc thăm theo thức cũ, sẽ cần tới gần 1.000 quả bóng, khiến cho buổi lễ bị kéo dài. Chính vì vậy mà lễ bốc thăm ở mùa giải năm nay sẽ là sự kết hợp giữa yếu tố thủ công và công nghệ. Các đội bóng sẽ được bốc lần lượt theo cách thủ công, bốc lên đội nào, máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên 8 đối thủ cho đội bóng ấy và kết quả sẽ được công bố. Phần mềm cũng sẽ quyết định trận đấu nào sẽ diễn ra trên sân nhà và trận đấu nào sẽ diễn ra trên sân khách. Việc bốc thăm sẽ bắt đầu với nhóm 1, chỉ định 8 đối thủ cho tất cả 9 đội, lần lượt từng đội và sẽ tiếp tục với các nhóm khác theo thứ tự giảm dần, cho đến khi tất cả các đội đã được chỉ định 8 đối thủ của mình. Ước tính với cách thức bốc thăm mới này, quá trình vận hành sẽ được hoàn tất trong vòng 35 phút. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin 18 giờ hôm nay của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.